tham sát đã sôi động hơn. Đây là đội hình ra sân của UEFA Ả Rập Xê Út trong trận 9. Abdullah Abdurrahman, số 10 Yaman Akhulaib. Huấn luyện viên Akira Nishino đã để cho những trụ cột của mình nghỉ ngơi trong trận đấu với UEFA và một trận hòa. Đội hình của cao thủ UEFA Thái. Như vậy là cuộc so tài giữa UEFA Thái Lan và UEFA Ả Rập Xê Út đã được diễn ra. Thủ UEFA Thái Lan đi đúng quỹ đạo của mình. Đó là đường truyền hướng đến vị trí ở Olympic. Nhưng trước tiên họ phải vượt qua thử thách mang tên UEFA Ả Rập Xê Út. Đây là cơ hội cho UEFA Thái Lan. Và dứt điểm của Supachai vừa rồi là khoảng trống đã mở ra cho Supachai. Và cầu thủ mang áo số 9 của đội tuyển UEFA Thái Lan cũng đã rất nhanh khi thực hiện một tình huống dứt điểm. Đường truyền của Krisada. Cơ hội! Bóng đã đập vào rồi. Rất kỹ thuật, vẫn là Supachai. Những tình huống xử lý rất lắt léo của số 10 bên phía đội tuyển U23 Thái Lan. Người và chuyền bóng rất tốt của đội trưởng bên phía đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út. An Hamdan, cơ hội dứt điểm. Cú đá không thành công của An này vẫn đang thi đấu tập trung. Một tình huống ngăn chặn rất tốt của Thitawi trước cú đá của An Hamdan. Quân bài chiến lược. Và có thể kết thúc trận đấu. Tình huống chuyền bóng rất nhanh của đội trưởng Sami. Đó là một trong những bất ngờ lớn nhất tại vòng chung kết UEFA châu Á 2020. Lên bóng rất hiệu quả về hành lang cánh trái. Adon! Đi bóng ra đây! Cơ hội! Không dành cho cao thủ Ả Rập Xê Út, An Hamdan. An Hamdan rất chống trải. Cơ hội! Đó là một tình huống thế của cầu thủ mang áo số 9 này. Sử dụng bóng trong chân. Thế nhưng những tình huống đánh đầu sẽ là một cơ hội. Và vừa rồi thì cao thủ UEFA Ả Rập Xê Út và Thái Lan, thế nhưng khả năng chọn vị trí đang giúp cho An Hindi có được những tình huống đánh đầu dù nó chưa thực sự nguy hiểm. Tình huống làm tường của An Hamdan. Cơ hội dứt điểm. Cú đá là hơi nhẹ. Bóng và dứt điểm của An Gamnan. So tài giữa UEFA tình huống cứu bóng thành công của cao thủ Thái Lan. Sai lầm của thủ môn Thái Lan. Thế nhưng ngay lập tức, đây là tình huống mà thủ môn bên phía đội tuyển UEFA Thái Lan đã phá bóng không tốt. Bao lâu? Akhulaib. Vẫn là Akhulaib. Đường truyền cuối cùng của cao thủ Ả Rập Xê Út lại không chính xác nhưng bóng vẫn còn. Với những tình huống phản công của đội tuyển UEFA Ả Rập Xê Út, nếu cách chơi như thế này thì cao thủ UEFA Ả Rập Xê Út có lẽ chỉ tăng tốc vào những thời điểm nhất định. Cơ hội. Phản đánh đầu không thành công của Fanat. Subachok. Một tình huống xử lý rất hay của Subachok. Cố gắng nói với các đồng đội thì cơ hội. Vừa rồi là phát dứt điểm của An Hamdan. Họ rất biết cách để tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của UEFA Thái Lan. Thì An Hamdan chút nữa đã có thể mang về bàn thắng. Sút gặp phải những khó khăn. Cơ hội cho Hamdan, dứt điểm, không vào. Liên số 9 bên phía đội tuyển UEFA Ả Rập Xê Út đã có rất nhiều thời cơ. Đúng là trong tình huống này thì An Hamdan đã đứng dưới hàng phòng ngự của đội tuyển UEFA. Đường chuyền tốt dành cho Thitathon. Và đường bóng vào của Thitathon thì là bóng vào bên trong vòng cấm của một hàng phòng ngự có chiều cao rất tốt như UEFA Ả Rập Xê Út. Vừa rồi là một tình huống xử lý không tốt của An Hamdan. Cũng chưa hay, cơ hội cho An Hamdan. Đường truyền khá tệ của An Hamdan. Sami. Vẫn là số 9 An Hamdan. Akhulaib. Cơ hội đã mở ra cho UEFA Ả Rập Xê Út nhưng họ lại không tận dụng thành công. Nam, khoảng trống cho cao thủ Ả Rập Xê Út. Cú đá không chính xác của An Gam. Đường truyền dài của An Tam Bakti. Cơ hội dành cho cao thủ Ả Rập Xê Út. Một tình huống băng ra rất kịp thời của An Tam Bakti. Và trong một tình huống băng lên đầy bất ngờ,
của Sa Út thì cơ hội đã đến với các cầu thủ UEFA Ả Rập Xê Út. Nhưng một lần như hình ảnh rất thú vị trên sân Thammasat. Ngày hôm nay thì đã có rất đông các cổ động viên của UEFA Thái Lan đến với sân Thammasat để cổ vũ cho đội chủ nhà. Những pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ Thái Lan. Arnon. Tình huống đua tốc độ của Arnon. Khởi đầu hiệp 2 một cách hứng khởi và rất nhanh. Arnon. Và cắt bóng của đội trưởng Sami nhưng sau đó là một đường chuyền hỏng. Sút phạt nát giữa vòng vây của hai cầu thủ Ả Rập Xê Út. Sorawi. Chốc. Arnon. Tình huống chuyền bóng cho Sút. Thực sự là không dễ để có thể vượt qua Antam Bhatti. Hòn đá tảng nơi hàng phòng. Và bóng tốc độ của An Ganam. Đã có tình huống phạm lỗi. Và rất có thể là một chiếc thẻ vàng sẽ được rút ra. Cơ hội dành cho cao thủ Ả Rập Xê Út. Sami diễn ra. Trận đấu này cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Sa Út. Nỗ lực. Tình huống đấm bóng của và đi bóng rất hay của Subachok. Đã có va chạm. Trận đấu đã nóng hơn sau tình huống va chạm vừa rồi của cao thủ hai bên. Sa Út đưa bóng vào. Đáng tiếc của UEFA Thái Lan. Tình huống mất bóng nguy hiểm. An Hamdan. Những pha xử lý rườm rà của An Hamdan. Có vẻ như trọng tài cho rằng mang đến sự chính xác. Vẫn đang có những tư vấn đến từ các trợ lý VAR. Như vậy là đã có một quả penalty dành cho đội tuyển UEFA Ả Rập Xê Út. An Hamdan vào. 1-0 dành cho đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út. Quả penalty dành cho đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út. Một tác động của hậu vệ bên phía U23 Thái Lan khiến cho đội bóng này phải nhận một quả penalty. Và An Hamdan đã thực hiện thành công. Tình huống phạm lỗi của U23 Thái Lan. Chính bởi thế mà cầu thủ này tỏ ra rất tự tin với một tình huống đi bóng tốc độ của mình. Người chiến thắng vẫn là UEFA Ả Rập Xê Út. Sa Út. Phòng ngự của UEFA Ả Rập Xê Út. Cơ hội cho An Ganam. Cơ hội. Không vào. Bóng vẫn còn. Sami. Vẫn không vào. Những tình huống đầy kịch tính trên sân Thammasat. Một tình huống đánh gót thông minh. Phải kể tới nỗ lực cứu thua ngay trên vạch vôi của Quisada. Đây là tình huống dứt điểm kỹ thuật của Sami. Và tầng bóng điệu nghệ của đội trưởng bên phía UEFA Iraq. Subachok. Một tình huống mất đà của Subachok. Rất đáng tiếc cho số 10 của. Và cản phá rất kịp thời của. Subachok. Nỗ lực của Subachok. Một mình Subachok không thể tạo ra được khó khăn. Ben Davis. Không có lỗi của UEFA Ả Rập Xê Út.